Hello, xin mến chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì bên em sẽ bóc hộp và giới thiệu với tất cả anh em một bộ mic không dây rất là cao cấp của bên em. Và cái sản phẩm này nó chỉ có một đầu thu và một tay mic thôi anh em nhé. Anh em nào mà hát karaoke đấy hoặc làm sự kiện đấy, muốn làm MC thì đây là những cái bộ mic rất là đẳng cấp cho các bác chơi sự kiện đám cưới hoặc là karaoke gia đình. Và những cái bộ hay như thế này thì thường nó chỉ có một đầu thu anh em nhé và một tay mic. Hôm nay sẽ bóc hộp ra và review với tất cả các bác. Sản phẩm này thì bên em đã test rất là nhiều rồi anh em nhé, test và bán rất là nhiều rồi. Hôm nay sẽ bóc hộp ra và giới thiệu nhanh cho tất cả các bác để chúng ta xem bên trong hộp bộ mic bộ mic U900 này như thế nào đây. Đây là cái đầu thu, các bác có thể thấy này, đầu thu nó rất là nhỏ đúng không ạ? Đầu thu vuông nhỏ, hàng cao cấp. Và đây là tay mic, chỉ có một tay mic duy nhất thôi anh em nhé. Chỉ có một tay mic duy nhất thôi. Hàng đẹp luôn này, hàng này quá chất này. Cái tay mic này đều là làm vỏ kim loại, vỏ nhôm, được sơn tích điện rất là đẳng cấp em nhé, rất là đẹp. Kể cả cái đầu chụp của mic này nó quá là ok luôn. Bộ mic này thì là một trong dòng mic đuôi chuột, sóng xa 150 cho đến 200m. Ok chưa ạ? Đẹp xuất sắc cho tất cả các bác. Vị trí nút nguồn sẽ ở vị trí dưới này. Đấy, và tiếng mic của nó thì rất là dày. Tiếng mic rất là dày, hát nhẹ, khẳng định với tất cả các bác. Và khi anh em mua thì chúng ta sẽ được test hạng ok, sau đó sẽ thanh toán nhé. Đấy, giờ em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem tay mic này. Tay mic này thì tất cả main bên trong thì nó là tất cả vỉ mạch bên trong là đều màu vàng em nhé, màu vàng. Ok chưa? Màu vàng. Đấy, hàng này thì quá ok rồi. Hàng này nói thật với các bác là chưa có một bác khách nào chê về cái bộ mic U900 này. Đấy, có những bác khách nào lấy mấy bộ của bên em. Hàng này thì rất là xịn sò, nhẹ, hát nhẹ và nói chung là bộ này thì quá hay. Tiếp đến này. Đây là cái cục sạc nguồn em nhé. Sạc này thì chạy điện từ 110 cho đến 240V, xấp xỉ 240V. Auto volt, những bác nào mà chỗ nào điện yếu thì chúng ta vẫn thể sử dụng được. Từ 110 cho đến 240V. Ok chưa ạ? Hàng đẹp. Và kể cả những cái dây rắc 6 ly để chúng ta kết nối từ đầu thu của mic cắm vào vang hoặc cắm vào mixer cũng vậy này. Rất là xịn em nhé, dây rất là mềm. Ok chưa ạ? Vì là có một tay mic thôi, chính vì vậy nó có một cái chống năn và có hai quả pin đi kèm. Đấy, hai quả pin đi kèm. Ở đây thì nó sẽ có hai cái dâu anten để chúng ta bắt anh em nhé, hai dâu anten này. Và đây là đầu thu của mic đây. Đầu thu của mic U900 đẹp xuất sắc cho tất cả các bác. Ở dưới này thì nó có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thật ra cái bộ mic này rất dễ sử dụng thôi. Ok chưa? Rất dễ dàng sử dụng thôi anh em nhé. Đấy. Nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có một cái nút nguồn ở đây, một cái chỉnh âm lượng to nhỏ này. Đấy, và dò tần số bằng tay và hai nút hình tam giác này, hoặc là dò tần số tự động ấn nút set này. Vị trí nút nguồn đây. Ok chưa ạ? Model U900 đến từ thương hiệu LX Acoustic, rất là nhỏ và rất là đẹp, xinh xắn. Ok chưa ạ? Mặt đằng sau thì chúng ta cũng thấy là có hai cọc để chúng ta cắm dâu anten đúng không ạ? Một rắc ca lông chuyên nghiệp và một rắc 6 ly để người ta kết nối. Đó, vị trí cắm điện nguồn DC 12V, xấp xỉ 18V, hàng đẹp. Hàng chính hãng đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác. Thì anh em mà quan tâm đến những cái mẫu mic hay như thế này thì có thể gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Giá bán 3.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.